Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Việc làm Nam Bộ. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho những người đang tìm kiếm việc làm bảo vệ một thông tin tuyển dụng đến từ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Bảo vệ Thanh Bình Phú Mỹ. Với phương châm môi trường sống thanh bình, nơi làm việc thật an ninh, tài sản được bảo vệ an toàn, người thân được chăm sóc, bao bọc, khách hàng được tiếp đón trọng thị, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Bảo vệ Thanh Bình Phú Mỹ luôn là một lựa chọn tin cậy của các đối tác. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Thanh Bình Phú Mỹ do các cựu chiến binh, nguyên là những sĩ quan công an, quân đội, luật sáng lập và lãnh đạo. Những cán bộ đã tốt nghiệp các trường sĩ quan, đại học có trình độ và nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, quản lý chỉ huy các đơn vị cảnh vệ đặc nhiệm, đặc công, đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Công ty hiện đang là nhà cung cấp dịch vụ an ninh bảo vệ hàng đầu Việt Nam với hàng trăm nhân viên được đào tạo bài bản, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Với mục tiêu đem lại cho khách hàng sự thoải mái, hài lòng tuyệt đối, công ty phát triển để trở thành thương hiệu hàng đầu ở Việt Nam của ngành dịch vụ bảo vệ. Hiện tại, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Bảo vệ Thanh Bình Phú Mỹ đang cần tuyển gấp 10 bảo vệ tại khu vực Bến Cát, Bình Dương. Công việc cụ thể như sau: kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào mục tiêu theo quy trình đã lập sẵn, duy trì nội quy của chủ quản một cách nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra các công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị, kiểm soát và xử lý các tình huống sự cố có thể xảy ra tại đơn vị, ghi chép sổ sách và báo cáo mọi diễn biến của ca trực cho cấp trên. Đến với Thanh Bình Phú Mỹ, người lao động sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn như sau. Mức lương từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng trên một tháng tùy vị trí làm việc, hưởng các chính sách phúc lợi tốt nhất và các chế độ nhân sự phù hợp. Ngoài ra, công ty có phụ cấp trách nhiệm cho các vị trí sau: ca trưởng từ 600.000 đồng đến 1 triệu 100.000 đồng một tháng, đội phó, đội trưởng từ 1 triệu 100.000 đồng đến 2 triệu 600.000 đồng một tháng, hưởng 300% lương cơ bản nếu làm việc ngày lễ, Tết, thưởng Tết, lương tháng thứ 13, bố trí đi làm ngay, công ty hỗ trợ chỗ ăn, chỗ ở. Yêu cầu về công việc cũng rất đơn giản, không phân biệt nam nữ, chỉ cần có sức khỏe tốt, là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tuổi từ 18 đến 50 đối với nam, lý lịch rõ ràng, không tiền án, tiền sự, không sử dụng ma túy, không xăm hình, không yêu cầu bằng cấp và kinh nghiệm. Nếu cảm thấy hứng thú thì còn chần chờ gì nữa mà không chuẩn bị những hồ sơ cần thiết để ứng tuyển thôi nào. Yêu cầu về hồ sơ bao gồm: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, xác nhận hạnh kiểm, giấy khám sức khỏe, chứng minh nhân dân bản gốc, hộ khẩu. Lưu ý, chúng tôi là công ty bảo vệ chuyên nghiệp, không phải là trung tâm giới thiệu việc làm. Ứng viên khi đi phỏng vấn không đóng bất cứ khoản phí nào. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Bảo vệ Thanh Bình Phú Mỹ, địa chỉ 340/55 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0932067599, gặp chị Thảo. Nếu muốn biết thêm chi tiết cũng như thời hạn và cách thức nộp hồ sơ, các bạn vui lòng truy cập vào website việclamnambo.vn. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video tin tức tuyển dụng được cập nhật mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn.